Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái video để thực tế hơn được cái dòng bát 30GBL từ 220 Q100. Video này thì Tùng Nguyễn cũng thông báo là cái mặt hàng này của Tùng Nguyễn cũng mới về. Và video này Tùng Nguyễn sẽ cân đo đong đếm cái số cân nặng của cái bát GBL từ 220Q100 này. Do anh em ở trên thị trường rất nhiều người cứ hỏi là bát JBL bao nhiêu cân, thì bao nhiêu kg. Thì Tùng Nguyễn cũng ít khi cân lắm. Thật ra là Tùng Nguyễn làm cái mã nào thì chỉ giới thiệu sản phẩm rồi Tùng Nguyễn sẽ giao cho các bác đúng mã thì thôi. Và Tùng Nguyễn không cân. Nên hôm nay nhiều bác hỏi, đề nghị thì hôm nay Tùng Nguyễn làm cái video để cân lại cái bát 30GBL từ 220Q100 này. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu sản phẩm xong rồi bắt đầu cân. Con bát này là màng xếp ly lượn sóng, màng của nó màu hơi màu xám hồng nhạt các bác nhé. Màu xám hồng nhạt. Và màng lượn sóng xếp ly đây các bác nhìn đi ạ. Cái chỗ không xếp ly thì nó đậm hơn. Đấy. Màng lượn sóng xếp ly và cái gân của nó sẽ là 3 gân xếp. Gân vải tẩm dầu, 3 gân xếp các bác nhé. Đấy, đường keo người ta đánh bóng rất là đẹp. Nên hai cái dâu của nó đánh rất là gọn và đẹp. Nhiều các cái dâu nó đánh vẩy ra này to như cái đầu ngón tay út. Nhiều các cái dâu đánh như thế rất là xấu. Đây là dòng chạm của nó. Chạm này là chạm nhún. Chạm nhún. Và côn của nó là côn 100 các bác nhé. Côn 100 nhện bã trầu. Và chạm nhún là màu thép trắng. Đấy. Và các cái bộ kẹp tê của nó đều là màu đen hết. Và các củ loa trên thị trường thì anh em cân là đều là 10 cân. Và hôm nay Tùng Nguyễn sẽ cân cho các bác thật thông số của nó đây. Củ loa của Tùng Nguyễn bán 10 cân rưỡi. Các bác nhìn đi ạ. 10 cân rưỡi đúng chính xác chưa ạ? Đem flat nó hơi bóng một tí, hơi chói. Đúng 10 cân rưỡi nhá. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ nhấc cái củ loa xuống để cho các bác nó về lại cái kim đồng hồ nhá. Không, các bác này bảo em chỉnh đến 10 cân rưỡi. Đây. Em sẽ hạ xuống đất và em sẽ cho các bác nhìn lại cân. Đúng 100 cân chưa? Đấy, đúng 100 cân nhá. Bây giờ em lại sẽ cho nó lên này. Mười cân rưỡi. Xương nhôm đúc sần nha các bác nhá. Củ của nó từ 220. Đít tê sần. Nhọn này. JBL 800 đến 1200W. Con này chỉ tầm nên tối đa tầm 800 thôi, 1200 nó chỉ là đề thông số thôi. Đấy. Đấy, hôm nay Tùng Nguyễn làm cái video này để kỹ hơn để cái dòng bát 30GBL này. Vì nhiều anh em cứ thắc mắc số cân nặng. Hầu như cân nặng cũng không quan trọng đâu các bạn, các bác cứ nhìn hình thức loa thôi. Loa đẹp, đúng tiêu chuẩn như tất cả mọi người cùng làm thì mình tin tưởng mình đặt hàng. Đấy, hôm nay Tùng Nguyễn làm cái video là tiện cũng là để thông báo hàng, mặt hàng Q100 của Tùng Nguyễn mới về. Con này thì cho tiếng bát rất là lực. Đặc điểm của cái dòng bát Q100 của Tùng Nguyễn thì nó pha cả thêm kính tép, thế nên là nó cho cái lời rất là thanh. Đấy, còn nhiều các cái mẫu loa nó cho nhiều tiếng bát quá thì tiếng bát nó sẽ rất là khô. Con này tiếng lời rất hay nha các bác nhé. Q100 lời rất là tốt. Thầy Tùng Nguyễn hôm nay xin dừng video đây. Các bác nào có nhu cầu đến dòng bát 30GBL Q100 thì liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972068111. Và Tùng Nguyễn hôm nay xin dừng video ở đây. Và xin chào tạm biệt tất cả các bác.